Chapter Analysis Method. Chapter Analysis Method là cái phương pháp phân tích chương. Tức là mình đọc từng chương rồi mình phân tích thôi. Rồi. Vậy thì nó gồm những cái gì? Thứ nhất, ok. Write out a chapter summary. List your observation. Ask interpretation questions. Correlate your chapter with other scriptures. List some possible applications. Write out some conclusion thoughts and write out one application. So these are seven steps of chapter what's that analysis. Okay. Phân tích chương. Rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ làm cái gì? Ok, đầu tiên là write out chapter summarize. Để cho chúng ta viết được cái chapter summarize thì chúng ta phải đọc, ok. Thay vì chúng ta chỉ đọc những tiêu đề thì chúng ta phải đọc kinh thánh. Ok, we have to read the Bible, read all over. You can read many many times, ok. Nhưng mà đến lúc mà chúng ta devotion, chúng ta đọc thì chúng ta phải đọc lại lần nữa. Ok. And the best way to do it is to memorize it. Và cách tốt nhất để chúng ta đọc chương nào chúng ta thuộc lòng nó là thôi. Ok, thuộc lòng cái chương đó. Ok. Paraphrase it, chia ra đoạn. Paraphrase là chia đoạn nó ra. Ok, những chương dài, những chương này chúng ta chia cái chương nó ra thành nhiều đoạn. Rồi outline it, tự mình đặt ra những cái khi mình chia đoạn thì đương nhiên nữa, mình outline rồi, đúng không? Rồi. Sau đó cái viết lại and modify with viết lại without the modifying clause or phrases, ok. Muốn viết lại này chúng ta cố gắng nhớ, thực ra chúng ta chỉ là cố gắng nhớ thôi, ok. Đó rất khó, nhưng mà đặc biệt là cái King James Versions, cái cấu trúc của câu á, cấu trúc câu của King James Version nó rất là nhớ, rất là khó, ok. Complexity, ok. Nếu mà cái tiếng Anh bình thường của mình thì nó dễ, còn tại vì dùng King James Version cho nên cái cấu trúc câu nó phức tạp lắm. Ok, bây giờ mình lấy ví dụ như là cái câu Romans 8:8, Romans chapter 8 verse 8. Ok, so King James Versions chapter 8 verse 8. So then, they that are in flesh cannot please God. Okay. So, but ye are not in the flesh, but in the spirit. So, if so be that the spirit of God dwell in you, just imagine, câu này. If so be that the spirit of God dwell in you. Okay. If so be, cái cụm từ này, bây giờ hầu như không ai dùng hết á. Okay. If so be. Okay. If it is so, then the spirit of God dwell in you. Yeah. If it is so, nếu như là thế, thì Thánh Linh của Chúa ở trong bạn, trong anh em. Nhưng mà dùng từ if so be, nó rất là khó. Ok. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is not his. Rồi, cái này, câu này là dễ rồi. Nè, nếu mình đọc tiếng Anh đơn giản nè. Ok. If the spirit of God is in you, ok. You are not in the flesh, but in the spirit, if the spirit of God is in you. Quá dễ dàng, quá dễ dễ đọc. Tiếng Anh rất là dễ đọc. Ok, nhưng King James nó rất là khó, cụm từ rất là khó. Mà nhớ được thì nó là cả một cái vấn đề. Ok. But if the spirit of him that rises up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Rồi các anh chị để từ trên xuống dưới này chỉ đúng một câu duy nhất. Đúng một câu duy nhất. Và cái danh chủ ngữ rồi câu phức, câu ghép, ghép tơ lơ trong này hết á. Cấu trúc câu rất là phức tạp. Ok. If the spirit of him that raises up Jesus from the dead dwelleth in you. Ok. Mình đều có điều kiện. And then, he that raises up Christ from the dead shall also weaken your mortal bodies. Đó, đó dừng lại thêm nữa.
By his spirit. Tới đó dừng lại đi. That dwelleth in you. Ok. Thì nói như thế này nó cực kỳ khó. Ok. Này cũng cố gắng ra một câu nhưng mà làm đơn giản nè. If the spirit of him who made Jesus come again from the dead is in you, he who made Jesus Christ come again from the dead will, in the same way, through a spirit which is in you, give life to your bodies which are now under the power of death. Ok. So cái phần của Kinh Thánh, một trong khó Kinh Thánh đó chính là cái ngôn từ với cách dùng câu, với cấu trúc câu. Thay vì một câu bình thường ta chỉ là hai cái vế để ghép lại với nhau là câu câu ghép rồi, là câu phức thôi. Thời này nó ba bốn câu, ba bốn vế ghép lại luôn, cho nên nó rất là khó. Từ đây tới đây nè, Jesus from the dead. Ok, đây là một cụm rồi nè, là một câu rồi nè, cùng một cái vế rồi nè, phrase rồi nè. He that dwelleth in you là một cái vế nữa nè. He that rises from the dead là một cái vế nữa nè. Shall weaken in you mortal body là một cái vế nữa nè. Rồi đây một cái vế nữa nè. Đó, là bốn năm cái vế câu ghép lại đó. Ok, này có thể tách ra thành năm câu riêng biệt luôn đó, ghép lại thành một câu. Cho nên khi chúng ta học nó rất là khó nhớ, nhưng mà chúng ta cố gắng nhớ. Ok, cố gắng nhớ. Thế nó mới challenge. Ok. Rồi, sau khi chúng ta đọc đọc đi đọc lại thôi, đọc lại rồi lại đọc, chia ra. Rồi list your observations. Bây giờ là mình thấy được cái gì? Observation tức là mình thấy được cái gì? Cái câu đó nói lên được cái gì? Thấy được cái gì? Thì mình viết những cái đó ra. Rồi. Overlooking biblical facts, reason why. There are three reasons why we overlook things and miss so much in the biblical text. Ok. Có những cái lúc mà chúng ta đọc và chúng ta lướt qua, overlooking là lướt qua những cái điều trong cái Kinh Thánh đã đề cập tới, mà chúng ta đã lướt bỏ, đọc mình bỏ nó, cái thông tin đó mình không thấy được thông tin đó trong Kinh Thánh. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đọc quá nhanh. Ok, vì vậy chúng ta đọc Kinh Thánh cần phải chậm chậm, có một cái thiết lập cái thời gian để chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ đọc chậm. Nếu mà chúng ta devotion 15 phút thôi nha, không có đọc nhiều nha, vậy là coi như mình đọc vô 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 xong, mà coi như xong là mình sẽ mất đi một số cái phần phần đọc Kinh Thánh. Ok, vì vậy chúng ta đọc chậm. Ok, và đọc chậm và don't write down your observation. Rồi thì cái phần này á, đó chính là chúng ta đọc mới có câu đầu tiên, cái chúng ta nghĩ ở trong đầu mình, ôi tôi biết cái đoạn này, đoạn này nó nói vậy nè, đọc qua nhiều lần rồi tôi biết rồi, là tự động mình ở trong đầu mình nó thiết lập cái gì, cái mặc định sẵn cho cái đoạn đó rồi đó. Cho nên giờ cứ thế mà đọc vui 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 đọc đã xong, không có gì học thêm gì mới hết, tại vì chúng ta đã đọc cái đoạn Kinh Thánh mà có một cái tiền định ở trong cái suy nghĩ của chúng ta rồi. Ok, thì khi chúng ta đọc như vậy thì chúng ta sẽ không học thêm cái gì mới, tại vì chúng ta đã tiền định, ô cái đoạn này rồi, từ Corinto nhất đoạn 13 nói về tình yêu chứ gì đâu, rồi cứ mình cứ đặt cái tiền định trong đầu mình, cứ thế mình đọc thì mình sẽ không học thêm cái điều mới được. Và một cách tốt nhất là gì? Quên hết những cái điều mà cũ mà đã đọc đi. Ok, và đọc đọc từng câu, đọc từng chữ, đọc chậm, đọc giống như đọc cái hoàn toàn mới vậy đó, mình tưởng tượng như mình chưa đọc lần nào rồi đó. Thì lúc đó mình mới có thể được thấy được thêm những cái điều mới mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Okay, thêm những cái điều mới mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Rồi, chúng ta ghi những cái điều mới đó vào. Đó. Rồi, chúng ta phân tích từng từ từng từ, đặt những câu hỏi, đừng cố gắng đừng đặt những câu hỏi mà vớ vẩn. Ok, đừng đặt những câu hỏi vớ vẩn. Ok, tức là đặt câu hỏi mà nằm ngoài cái đoạn văn mình, cái đoạn mà mình vừa mới đọc, cái đoạn mình vừa mới đọc về Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh, rồi cái tự nhiên cái mình nói về tại sao người ta không dâng hiến ta, vân vân chẳng hạn như vậy, thì mình đọc hỏi những câu nằm ngoài cái đoạn mà mình đọc. Rồi hỏi tức là khi mình đọc mình chú ý những cái từ ở trong nó, những ngôn từ trong nó dùng, những ngôn từ trong đó dùng, và chúng ta suy nghĩ tại sao Chúa lại dùng cái ngôn từ đó, cái từ đó. Rồi nè, ví dụ nè, therefore brethren we are debtors not to the flesh
live after the flesh. Đó. Tại sao Chúa là cái từ là death đó. Chúng ta là những người nợ nần, không phải vì thể xác, sống theo thể xác. Nhưng mà con dùng tiếng Việt nè, hỡi anh em chúng ta chẳng mắc nợ. Ok, chứ này hỡi anh em chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đang sống theo xác thịt. Vậy phải, hỡi anh em phải, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, phải. Thấy gì các anh chị? Và nếu mà các anh chị nhìn vào cái King James chỗ này nè, bữa này nè. Vì vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, phải. Thì cái dấu phải ở đây nè, nó tạo nên cái vấn đề đó. Chúng ta là những cái mắc nợ, phải. Rồi không phải theo thể xác, phải để sống theo thể xác. Chậm. Thì cái trong bản tiếng Việt nó dịch không có dấu phẩy này. Thế thì nghĩa là sao? Vậy thì cái câu hỏi của chúng ta là tại sao lại có dấu phẩy ở chỗ này? Ok, tại sao có dấu phẩy ở chỗ này? Cái người viết của King James này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Và các anh chị biết á, là trong cái bản gốc của Hebrew Greek là nó không có đâu Greek nè. Đây, tiếng Greek nè. Ok. Phẩy nè. Phẩy nè. Rồi từ đây tới đây nó không có dấu phẩy nè. À, nhìn này các anh chị. Xuống lúc tới đây luôn nè. Dạ. Đó, nè, từ đầu tiên nè. Từ tiếp theo nè. Rồi từ đây đây không có dấu phẩy luôn nè. Mà tiếng Việt của mình á, nó lỗi. Từ đây ha, một nè. Và ha, nó lòi ra thêm dấu phẩy chỗ này là trong tiếng Việt. Ở trong tiếng Anh, nó lòi ra hai cái dấu phẩy. Một, một cái nè, hai cái nè, hai cái dấu phẩy. Hai dấu phẩy đó mình dừng khi mình đọc là nó khác nhau liền à. Ok, rõ ràng chúng ta là những kẻ mắc nợ. Không phải theo thể xác. Để sống theo thể xác. Chúng ta là những kẻ mắc nợ. Nợ gì mà không biết. Nhưng mà không phải theo thể xác. Để sống theo thể xác. Còn tiếng Việt nè. Chúng ta chẳng phải là kẻ mắc nợ theo thể xác đâu. Đang sống theo xác thịt. Khác nhau à? Khác chứ. Này rõ ràng như chúng ta không phải là người mắc nợ. Đúng không? Rõ ràng chúng ta không phải là người mắc nợ. Mà chúng ta sống xác thịt. Okay. Không phải là người mắc nợ theo xác thịt đâu. Cho nên chẳng sống theo xác thịt. Rõ ràng ý này là. Trong này rõ ràng gì là chúng ta chẳng phải là kẻ mắc nợ. Còn tiếng Việt nè, tiếng Anh thì chỗ này là chúng ta là những kẻ mắc nợ. Mà cái sự mắc nợ đó không phải là mắc nợ theo thể xác. Mà sự chúng ta cần phải sống theo xác. Vậy thì cái mắc nợ này nó lòi ra cái là của chúng ta có cái mắc nợ nè. Đó, chỉ vì cái mỗi cái dấu phẩy đó thôi đó. Nó tạo ra cả một cái vấn đề. Thế thì tại sao King James nó lại có dấu phẩy như này? Đó. Thì trong cái quá trình chúng ta đọc như vậy á, nó lòi ra nhiều thứ lắm, rồi là nhiều thứ lắm các chị. Khi chúng ta đọc, chúng ta observe, lòi ra nhiều thứ lắm. Rồi, sau đó chúng ta đi tìm câu trả lời. Ok. Why did the writer say this? Tại sao cái người viết nói lên cái điều này? Đó. Tại sao lại là mắc nợ? Tại sao có mắc nợ? Rồi chúng ta phải đọc lên, đọc đọc ngược 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 lên, đọc ngược lên. Có thể đọc trước lên cái đoạn nó hai ba đoạn nữa mới hiểu được. Rồi. Cái mắc nợ này có nghĩa là gì? What is the means of debt thôi đó rồi vân vân lấy significant important implications why is it important tại sao nó quan trọng cái từ chỗ này nó quan trọng không cái câu này câu 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 mục tiêu rồi tiêu rồi ok rồi đây nè câu này phải là câu quan trọng không? Câu mấu chốt của cái cả đoạn này không nếu mà không quan trọng lắm thì mình phân tích nó ra có phải có quan trọng không đó vân vân rồi đó là chính là của câu hỏi và application rồi đương nhiên là chúng ta phải kiểm tra để hiểu được chúng ta phải kiểm tra về có context ai nói câu này nói trong trường hợp nào nói trong hoàn cảnh nào nói khi nào nói ở đâu mục đích là gì vân 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 thì những cái này là mình thuộc lòng luôn rồi chứ không có cần phải cái đối với phương pháp nào mình cũng phải dùng hết á ok các anh chị. Rồi, study background, study này đương nhiên là cái này phương pháp nào mình cũng phải dùng hết. Rồi, xem xét thêm những cái correlate chapter with other scriptures thì có. Bây giờ chỗ này nè, chúng ta là những kẻ mắc nợ nè. Bây giờ trong những cái đoạn khác có nói về những kẻ mắc nợ này không? Đó. Đoạn khác có nói gì không? Đó. Đâu từ mắc nợ đâu rồi. We are debtor nè, đó. Có cái đoạn nào nói về như vậy không?
Đó, ở này là chapter này verses rồi. Rồi, ở cái 12 nè, đó. Tập những commentary. Wow. Thường có khi những commentary nó trả lời tầm bậy bạ lắm anh chị. Mình có một cái đoạn mà không có ghi lại mình quên mất tiêu rồi. Toàn bộ hết mấy commentary nó không ai trả lời được hết. Mọi câu trả lời nằm ngay trong kinh thánh. Giải thích từ luôn, vừa giải thích theo ý riêng tư không à. Cho nên các anh chị khi đọc á, cái commentary là cái phương án cuối cùng nha các anh chị. Phương án cuối cùng khi mà các anh chị không không tìm ra được câu trả lời cho mình hay này kia nọ rồi thì mình mới xem thêm tham khảo thêm thôi, chứ đừng có đọc mấy này. Thường mình ít, cũng ít khi nào đọc mấy này lắm. Chừng nào mình không hiểu chỗ đó dữ lắm mình mới moi ra mấy này mình đọc mình tìm thôi. Ok, chứ nếu mình hiểu rồi thì mình không có đi tìm mấy cái commentary này luôn. Rồi cái từ debtor nè, wow, từ điển của mình nó bị gì rồi? Đâu rồi, từ debtor đâu rồi? Debtor, này, debtor đây. Dictionary. Đó. Rồi. Debtor owned, đó, vân vân. Rồi, cái concordance nè, rồi. Mình tìm coi cái từ debtor này nó có lặp lại ở những cái câu nào đó hay không. Này, vân 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 vân. Rồi mình tìm, giờ mình không có thời gian cái gì. Đó, rồi các anh chị lục lục lục, các anh chị coi lại coi cái từ debtor như thế nào. Và cái dấu phẩy ở đây nó có cái vai trò như thế nào. Tại sao lại có. Mà trong tiếng Greek nó lại không có, mà trong tiếng Việt nó lại không có. Ok, cho nên khi mình đọc mình cẩn thận. Rồi, tiếp theo nữa là mình so sánh, đúng rồi, so sánh với những cái cross reference khác đó. À, dùng cái concordance nè. Thì này, cái concordance này là tra dùng từ nè. Concordance này tra từ thôi, ok. King James Concordance, ok. Là chỉ tra từ thôi, tra từ debtor được dịch theo nhiều nhiều nghĩa khác nhau thôi. Ok. Ngoài ra nó có cái những cái topic concordance nữa. À, thì cái trong trong máy mình không có, nhưng mà trong cái từ điển có cái topic concordance. Ví dụ chủ đề về tình yêu thì nó cho hết những cái câu nói về tình yêu, chủ đề về nợ nần, câu hết những câu nói về nợ nần, vân vân. Ok, vậy. Rồi, bước thứ năm là hãy list some application possible, rồi viết ra về những cái suy nghĩ sau cùng của mình, rồi viết một cái application. Rồi ở đây nó cho một cái ví dụ nè. Này, Ephesos chương 1, and then chapter title, read qua, đọc qua nhiều lần rồi mới đặt ra câu này nha các chị. Đọc qua nhiều lần rồi mình tự đặt ra ha. Ok, cho mình đặt cái tiêu đề cho chương. Ok. Rồi, cái này chắc đọc qua nhiều lần luôn các chị mới ra được này. Đầu tiên có thể đọc lần 1. Đọc lần 1 là các anh chị ra được cái 1 la mã, 2 la mã. Và 2 la mã thôi. Đọc qua lần 2 nữa thì các anh chị mới lòi ra được cái A, B, C, D. Đọc qua lần 3 nữa mới lòi ra một cái phần nhỏ 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 vậy. Ok. Thì đọc qua nhiều lần nó mới ra được này. Ok. Rồi. Observation. What does it say? Kinh Thánh nói gì? Ephesians đoạn 1 câu 3. Rồi, Kinh Thánh nói là Chúa đã ban phước cho tôi với nhiều cái phước hạnh và thánh linh. Rồi, Đức Chúa Trời đã nghĩ về tôi. Ồ, như vậy. Ok. Vậy. Rồi, vân 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 vân, từng câu từng câu từng câu. Rồi áp dụng vậy thôi. Rồi câu kinh thánh nè, rồi áp dụng câu kinh thánh rồi mình theo mình hiểu nó như thế nào. Rồi câu rồi bây giờ coherence tức là cái những cái phần khác trong kinh thánh khác cũng nói về điều gì. Rồi có đoạn nào nói tương tự như vậy không? Rồi mình cảm ơn Chúa về những cái điều mình đã đọc. Thực ra nếu mà các anh chị làm gì cái này cho cả một chương nó nhiều lắm các anh chị. Mình làm điều này nhưng mà không bao giờ mình làm được hết chương hết đó. Mình chỉ làm chừng khoảng đoạn à, đoạn 5 câu 6 câu à, hoặc nửa chương à. Tại nửa chương mà phân tích ra hết cái này là đã nhiều lắm rồi, mình đã học được rất nhiều thứ rồi. Nhiều đó mà đem đi giảng là cũng hơn 45 phút rồi. Ok, cả tiếng đồng hồ rồi. Cho nên cái này nhiêu đây mà viết ra hết chỉ tổ các anh chị sẽ lặp đi lặp lại nè, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại này của các anh chị thôi. Ok. Rồi. Cái kinh nghiệm của mình khi học kinh thánh là các anh chị học ít thôi, ít thôi, không cần nhiều vậy đâu, nhưng học đều, học ít như học đều, mỗi ngày đọc
Có nhiều người mỗi ngày đọc 5 chương, 6 chương, 3 chương. Còn mình có cái tật là mình đọc qua, mình nhớ, ví dụ xem nguyên cái bộ phim qua cái là mình nhớ cái chi tiết của phim đó. Cho nên mình đọc qua Kinh Thánh lần để mình nhớ sơ sơ hết trơn, là giờ mình chỉ cần qua. Giờ mình tới cần là mỗi lần mình học là mình đọc có xíu à. Một xíu là chừng 5 chương, 6 chương, nhưng mình phân tích 5 chương, 6 chương, 5, 5, 6 câu thôi. Rồi phân tích 5, 6 câu đó, coherence những xong câu câu đó. Cố gắng suy ngẫm thuộc lòng những 5, 6 câu đó. Thì các anh chị sẽ thấy rất nhiều cái lời hứa mà Chúa ban cho mình. Ok. Rồi dẫn đến cái conclusion, rồi dẫn đến cái application. Rồi vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi rất là đơn giản. Ok.